học là tương đương với bác sĩ tâm lý đó, năm thứ ba đó. Khi mà chị Nhi quyết định học cái đó, chị Nhi hỏi bản thân mình là tại sao mình cứ hứng thú với con người nhiều như vậy, và tại sao tất cả những cái mình đang đi làm á lại hứng thú với nhiều cái về con người như vậy. Và xong rồi mình cũng có đi hỏi những cái kiến thức về khoa học, rồi cũng có hỏi kiến thức về tài chính. Tài chính thì chị Nhi biết đủ để chị Nhi không có chết đói. Rồi xong chị Nhi cũng học về chứng khoán, chị Nhi học về bất động sản, chị Nhi học về tất cả mọi thứ. Xong chị Nhi cảm thấy là mình vẫn quay trở ngược lại là hứng thú là ủa tại sao cái người này người ta có thể thành công trong chứng khoán, tại sao người này có thể thành công trong bất động sản vậy? Cái yếu tố con người nào mà tạo nên cái đầu của họ thông minh như vậy? Thì chị Nhi mới dần chị mới hiểu được là ồ, thì ra là mình là người sinh ra mình chỉ hứng thú về con người thôi. Mình hứng thú sự thành công của họ, nhưng mà mình lại không có hứng thú nhiều về cái chuyện là họ có bao nhiêu tiền, mà bằng cái chuyện là cái đầu họ vận hành như thế nào để mà làm ra tiền. Mọi người hiểu cái câu này của Nhi không? Thì cũng tương tự như vậy. Ví dụ như các bạn muốn học về bác sĩ, các bạn sẽ đặt câu hỏi vậy nè: tại sao bạn muốn làm bác sĩ? Tất nhiên câu đó là đầu tiên rồi. Rồi làm bác sĩ thì phải làm những cái gì? Rồi bác sĩ nó gồm có những khúc nào bạn phải học? Về đầu, về tay, về chân, về mông, về đít, về xương, về khớp, về não. Cái nào là bạn cảm thấy mà bạn hứng thú, bạn muốn biết nhất? Rồi sau đó bạn có thể tìm những cái đó bạn đọc, xong sau khi bạn đọc xong bạn nói cái này nó cũng thú vị nè, để làm sao để mà mình biết rõ cái, ví dụ như vậy, nó cái não đi, làm sao biết rõ hơn cái não nó vận hành xong. Rồi trong cái não nó có neuron nữa, rồi neuron nó vận hành sao, rồi tại sao cái não nó lại giúp cho mình cảm giác được vị giác này nọ vậy, hay quá vậy. Rồi sau đó cái não nó lại điều khiển cho mình đi đứng được, hay quá vậy. Thì những cái câu hỏi mà bạn càng đi sâu vô á, thì bạn sẽ thể hiểu cái lĩnh vực cái nghề đó thôi. Nó phải bắt nguồn từ một cái, đó là bạn phải nhìn thấy cái năng khiếu của mình nữa. Cái năng khiếu nó thể hiện bằng cái việc là bạn có đi đâu, bạn có học có quái gì, bạn cũng quay lại với một cái là cái câu hỏi chung đó là thôi mình hứng thú cái này. Ví dụ như chị Nhi có một anh bạn là nhà khoa học, chị Nhi nói chuyện với anh, con người anh không hiểu gì hết á, có con mắt của anh long lanh như con chó puppy vậy. Anh nhìn chị Nhi kiểu là tại sao mày quan tâm con người chị vậy? Mà mỗi lần mà chị Nhi nói với ảnh về đất, về khoáng sản, về dầu mỏ là ảnh bắt đầu ảnh liên thuyên. Anh sẽ nói với chị Nhi là tại làm sao để xuống dưới đất để lấy được mỏ dầu khoáng sản. Chị Nhi nghe chị Nhi điếc luôn. Nhưng mà mình nhìn thấy được cái sự long lanh trong mắt của họ khi mỗi lần họ nói. Thì em cũng vậy. Cái rõ ràng nhất đó là em hứng thú với cái gì, em nói cái gì là em say mê lắm. Em đã gặp một cái người nào đó mà nói chuyện với em say mê về cái họ thích một cái, mà tới độ em không biết cái quái gì về cái đó hết, mà em nghe em cũng mê, em kêu hay quá ha, thú vị quá ha. Ví dụ như vậy. Những cái đó là những cái mà em phải quay trở lại, đó là đặt câu hỏi với chính em trước, đó là ủa xưa giờ mọi người xung quanh mình nói mình giỏi cái gì ta, mọi người xung quanh mình nói mình là mọi người biết cái này với cái kia, tao thấy mày cái này mày có khiếu, ví dụ vậy. Em để ý thôi. Cách thay đổi lăng kính làm sao để tin tưởng người ta nói chị? Mượn cái lăng kính của người ta, em thầy của chị luôn nói với chị câu đó. Đó là nếu như mình không có cái lăng kính đó thì mượn cái lăng kính của những người giàu có, thành công, xuất sắc. Ví dụ như em cũng có thể mượn lăng kính của chị. Cái cách chị chia sẻ với em, cái cách chị nói chuyện, cái cách em chị nhìn đời, em cũng có thể nhìn qua lăng kính của chị và tin tưởng nó 100%. Cái điều duy nhất mà tại sao em không thể thành công hoặc em không có trải nghiệm được, đó là ví dụ người giàu người ta đưa cho em cái kính này nhìn đi. Không có ai muốn nhìn hết, tại vì chính em còn không tin cái người em đang nói chuyện. Nếu như em không tin chị thì dù chị có nói em cái gì thì em cũng không tin. Nhưng mà cũng đúng, tại vì em đang sống trong một cái xã hội mà lòng tin nó rẻ mạt quá. Người này lừa người kia, người này xạo người kia. Đối với em cái sự giúp đỡ nó là bullshit, làm gì có đồ ăn miễn phí trong cuộc đời. Thì khi mình sống trong một cái xã hội như vậy thì mình cũng tạo nên một con người như vậy, và mình cũng là một con người như vậy. Đó là lý do tại sao chị kiên trì làm cái điều này, bởi vì để chứng minh được chị khác với những người khác, và để chứng minh được chị thật sự làm với cái điều chị nói á, nó đòi hỏi thời gian. Không thể nào mà một sớm một chiều mà chị nói mình làm những cái điều này là mình làm chân thành thực tâm mình mà người ta tin mình ngay lập tức được, trong khi cái xã hội nó đang loạn, nó đang như một cái đống rác ngoài kia thì làm sao người ta tin mình được liền. Cũng tương tự như vậy, em chọn lựa thôi. Nếu như em coi kênh của chị 3-4 tháng rồi mà đến bây giờ em vẫn chưa thấy tin chị, thì cái lòng tin đó có thể là do em sống em cả mấy chục năm qua em bị vùi dập bởi cái lòng tin nhiều quá, nên bây giờ với em mở ra để tin một ai đó nó rất là khó. Thì nó cũng bình thường, chị cũng vậy, mất rất lâu chị mới mở lòng tin ra thế giới. Ví dụ như đi làm cũng vậy, chị tin tim nhóm của chị 100% tuyệt đối, chị tin tưởng, chị yêu thương và mọi người tin chị 100%, mọi người làm ăn với chị, mọi người. Và cái lòng tin ở đây không phải là giấy tờ đâu em, lòng tin ở đây nó phải có trước cả những cái giấy tờ mà mình ký với nhau. Chứ còn một khi mà mình ngồi xuống mình ký mà mình còn sát phạt, mình còn đọc từng dòng từng chữ, tức là mình đã không tin nhau rồi. Giống như chuyện kết hôn vậy đó, cưới chứ giờ nó không yêu nhau nữa, thằng này nó dọn ra nó ở với con khác rồi, cái tờ giấy đó cũng vô nghĩa đúng không? Lòng tin nó rất là quan trọng. Em phải tin cái lăng kính mà em được mượn nữa, còn không tin thì dù có đưa cho em cái kính đẹp mấy đi nữa em cũng không muốn đeo. Sự khác biệt giữa lòng trắc ẩn và lòng thương người là gì vậy chị Nhi? Em thấy người nhờ vào thương người để trục lợi cho bản thân.
trắc ẩn, nó là một cái mà gọi là em tâm huyết, gọi là em ví dụ như cái điều chị đang làm nó là cái tâm huyết của chị đó, là cái compassion, cái trắc ẩn của chị đó, là chị cảm thấy đây là cái điều đúng chị nên làm. Lòng trắc ẩn nó sâu hơn cái lòng thương người, tại vì thương người em có thể thương rất là đơn giản, nhưng những người dốt người ta vẫn có thể thương người được, những người giỏi người ta cũng có thể thương người được, nhưng những người mà càng giỏi á, cái sự thương người của họ nó đòi hỏi cái lòng trắc ẩn. Nhưng mà những cái người mà bình thường á, sơ họ cũng thương người được, tức là họ có gói mì họ cũng chia được gói mì, họ có cái bánh họ cũng chia được cái bánh, họ có tiền bao nhiêu họ cho bấy nhiêu, thì đó là cái lòng thương người của họ nó ở cái tầng kiến thức họ biết thôi. Họ cứ nghĩ cho tiền sẽ giải quyết được vấn đề, nhưng mà ở cái người, những cái người như chị á, người ta hiểu được là tiền không có giải quyết được vấn đề. Chị có kiến thức, chị có xóa đi cái sự dốt nát thì con người nó mới lên một cái tầng cao mới, thì cuộc sống của em nó mới khá lên. Thì đó nó đòi hỏi cái lòng trắc ẩn để dạy lại những cái kiến thức này, tại vì những cái người càng học nhiều, càng hiểu về cái cuộc sống họ càng khó để họ dạy lại, tại vì họ cảm thấy là mình dạy người ta sẽ không có tin mình nữa. Tại vì tiếng Anh nó hay nói là the more you know the more you don't know, em biết càng nhiều em càng thấy em chẳng biết gì hết, mà cũng đúng. Chị càng học nhiều chị cảm thấy là trời, sao mình bé nhỏ, càng học mình càng thấy mình teo riết lại, mình càng cảm thấy mình nhỏ xíu à. Kiến thức mà mình có, mình nghĩ đó là với các bạn sẽ nghĩ là wow, chị Nhi cái đầu chị Nhi, sao chị Nhi có thể học trí tuệ, chị Nhi siêu phàm. Nhưng mà thật sự với chị Nhi đi gặp những cái người thầy, những cái người bạn, những cái người chị Nhi làm ăn chung á, chị Nhi chưa lật một đinh rỉ gì so với họ hết. Có nghĩa là có những cuộc nói chuyện họ nói mà chị Nhi cũng không hiểu họ đang nói cái gì luôn. Chị Nhi không hiểu được họ đang ở cái thế giới nào luôn. Chị Nhi cũng không tưởng tượng được họ ở cùng một thế giới như mình, gọi hành tinh như mình luôn. Thì để mọi người hiểu được á, cái lòng trắc ẩn nó đòi hỏi cái sự hy sinh rất là nhiều. Nhưng cái lòng thương người thì nó không cần sự hy sinh nhiều lắm. Để gì nói ví dụ như em ăn ổ bánh mì em bẻ nữa cho người ta, đó không phải là hy sinh, đó gọi là chia sẻ thôi. Thì nó có thể bắt nguồn từ cái sự thương người. Nhưng mà lòng trắc ẩn nó đòi hỏi em phải hy sinh. Thứ nhất, chị Nhi bỏ thời gian ra để suy nghĩ vậy nè, 2 tiếng livestream với mọi người. Trước khi livestream với mọi người, chị Nhi phải về nhà sớm, ví dụ như vậy. Trước khi về nhà sớm, chị Nhi phải sắp xếp hết công việc của chị Nhi, để chị Nhi make sure được là cái nhóm của chị Nhi được chăm sóc kỹ lưỡng, con của chị Nhi đã được ăn uống đi ngủ đúng giờ tất cả mọi thứ. Thì chị Nhi sẽ phải hy sinh 4 tiếng này không làm ra tiền, chỉ để làm một cái điều mà chị Nhi không biết được là nó có thật sự giúp một ai đó hay không. Thì đó chính là cái sự hy sinh của những người có cái lòng trắc ẩn. Thì có nhiều người, người ta sẽ ngờ vực cái điều đó, người ta muốn mình giải thích là tại sao mình làm những cái điều này, bởi vì họ còn tin vô cái chuyện đúng sai, rồi người ta còn tin vô cái chuyện là phải có trắng có đen, nhưng mà nó không đúng. Nếu như toàn bộ trắng thì sao, nếu như toàn bộ đen thì sao? Mọi người cũng không bao giờ mà chấp nhận được cái điều đó, tại vì mọi người được giáo dục là chỉ có trắng hoặc là chỉ có đen thôi, không có cái kiểu vừa trắng vừa đen đâu chị, ví dụ như vậy. Ok, đừng có quên like, share và subscribe nếu như bạn là lần đầu tiên coi kênh của chị Nhi. Còn nếu đã coi lâu rồi, vô kiểm tra lại coi mình nhấn subscribe chưa.